Dung xin chào các bạn. Hôm nay Dung làm có món tôm răm bông chay. Các bạn thấy hấp dẫn không nè? Rất là ngon luôn nè. Khô. Nó khô rồi đó các bạn. Mình muốn cho nó khô nữa thì mình cho nó phơi ngoài nắng nha. Nếu mà các bạn thích cái món này vào bếp cùng với Dung nha. Làm cái món này ăn dễ luôn, ăn với cơm, bánh mì, bún, tất cả đều được hết. Bây giờ mình sẽ vào bếp làm với Nhung nha các bạn. Giờ mình múc thử ăn với cơm này các bạn, cho vào cơm mình ăn dễ, rất là dễ luôn. Mời các bạn nha. Quá chừng ngon. Cái sớ của nó ha, các bạn thấy cái sớ đi. Dung xin chào quý anh chị em và các bạn. Hôm nay Dung làm một cái món tôm răm bông chay. Hôm nay Dung dùng là 200 g thịt chay. Mình làm ngâm mềm các bạn. 2 muỗng cà phê bột nêm, 2 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê muối. Và Dung dùng đây là ớt bột. Mình làm cái màu cho mặt tôm á. Nếu mà các bạn có màu gạch tôm thì mình cứ cho màu gạch tôm nha. Dung làm màu ớt. Ở đây Dung sẽ dùng ở đây là con dao này nè các bạn. Dao bằng nhựa. Đây có hai lưỡi, đây lưỡi bằng sắt thì mình xay cho nó nhuyễn, còn mình lấy cái bằng nhựa đó thì mình xay để cho mình thành cho nó bong ra đó các bạn. Bây giờ mình đi ngâm thịt nha. Ở đây mình sẽ cho cái lưỡi nhựa vô đây. Ở đây mình đã ngâm mềm mình các bạn. Mình ngâm cho nó thiệt là mềm nha, thì mình xay nó mới nhuyễn. Còn mình nếu các bạn có không có máy xay thì mình có cái chài đó mình giã giã đó. Đây Nhung có cái chài nhỏ xíu rồi các bạn. Nhung có giã thử rồi nè. Nhưng mà nó rất là lâu mà nó cũng không có sớ. Giờ cũng cho cái thịt vào đây nha. Xay ít thôi. Cái này thì nó xay nó hơi lâu một xíu nhưng mà nó đỡ tốn phải cà giã nha các bạn. Mình cho cái máy này mình xay cho nó hơi lâu một chút, mình ngâm cho nó mềm thì mà nhanh nữa. Giờ Nhung sẽ bật máy nha. Bây giờ Xuân xay xong rồi, giờ chúng sẽ nhắc xuống cho các bạn. Các bạn thấy nè, nó bông cái gì nè. Giờ mình sẽ mở xem nha. Các bạn thấy nó bông nha. Bạn muốn xay cho nó bông nữa thì mình sẽ cho nó xay thêm bông. Chưa, Nhung chưa có rưỡi nó xay chút xíu nữa. Như vậy được rồi nè các bạn. Các bạn thấy nó bông ghê không? Nè, nó có sớ như vậy nè. Nếu mà mình mà xay con dao bằng sắt á thì nó sẽ nhuyễn dữ lắm, nó không có sớ. Mình lấy con dao nhựa thì mình xay thì nó có thể nó có sớ hơn nè. Bây giờ Nhung sẽ xay tiếp cho hết nha các bạn. Mỗi lần mình xay mình để ít thôi, đừng có để nhiều quá. Nhung xay khoảng chừng 3 lần là xong rồi nha các bạn. Thịt nó ngon ghê không? Nó bông dễ sợ không? Nó có sớ nè. Bây giờ mà nó xay xong rồi các bạn.
Hay hấp dẫn không? Cái món này Dung muốn thích làm lâu lắm rồi, nhưng mà tại vì không có cái cối đó. Mình chạ giả. Nhưng mà mình thử cái cối nhỏ đó mình giả rồi không biết chừng nào mới xong. Nhưng mà cái máy này hồi xưa Dung có làm rồi, nhưng mà là thấy nó không có nhuyễn. Phải kiên nhẫn, phải cho nó lâu chút xíu thì nó mới bông. Một máy như vậy là Dung xay khoảng chừng 2 phút rồi các bạn. Là nó xong rồi. Ngon không sớm. Bây giờ mình sẽ cho bột nêm vô nha các bạn. Mình bóp tay và mình ba bao tay vô mình trộn nha. Đây là muối. Đường. Ở đây mình sẽ dùng 2 muỗng cà phê. Mình trộn. Trộn từ từ ở trên nha. Ớt bột cái màu cũng đẹp nữa các bạn. Mình mua ớt bột ở ai đi hoặc là mình mua tiệm thổ cũng có nữa các bạn. Lát nữa mình sẽ để lên chảo mình rang cho nó khô, mình làm cái món tôm bóp cho nó đều cho nó thấm vô nữa. Vậy là xong. Mình giờ mình sẽ bắt cái chảo lên mình ram nha, sấy cho nó khô đó, trong cái chảo á. Màu ớt các bạn thấy cái màu rất là đẹp không? Mình có giới thiệu là mình mua ở Lidl nha. Cái màu này nè. Cái chai nâu nâu vậy là thì sẽ cái màu rất đẹp. Bây giờ Nhung bắt cái chảo lên. Thấy hai lần. Để lửa nhỏ thì là nhỏ thì mình cứ xới hoài đó thì nó mới bông được. Nếu mà các bạn mà mua được cái màu gạch tôm thì là quá hay luôn, nhưng mà tạm vậy đi cũng được rồi. Ở đây Nhung dùng ở đây thêm một cái chảo này các bạn, mình sấy luôn cho nó hết luôn. Cứ để nhỏ lửa riu 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 từ từ cho nó khô. Nếu mà các bạn người không thích sấy chảo á, thì mình cho vào cái lò nướng cũng được nha các bạn. Nhưng mà phải sấy sơ sơ cái chảo, hoặc là sấy sơ sơ xong rồi các bạn đem phơi nắng cũng được. Cho nó khô, mau khô. Các bạn có thể nêm nếm vừa ăn của bạn nha. Mình nêm nếm ở đây vậy là vừa, nhưng mà các bạn thích ăn mặn hơn thì mình sẽ cho thêm muối hoặc là bột nêm chai vô. Có cái món này là mình ăn đủ thứ các món luôn. Mình làm bánh ướt cái này cũng được nha. Ăn với bánh mì, ăn với cháo. Cháo trắng cũng được luôn. Rất là dễ luôn món này.
Chỉ cần thịt chay thôi mà nó chế biến được rất là nhiều món. Bạn thấy bây giờ nó bông ra không? Nó khô rồi nó bông ra không? Giống như tôm của mình á. Giã nhuyễn ra rồi mình ăn được nhiều món luôn. Cho sắp sửa sẽ khô rồi. Mình chỉ sấy sơ rồi ha. Mình sấy khoảng nửa tiếng đồng hồ các bạn. Mình sẽ đảo đều đều. Bây giờ vô tắt bếp rồi các bạn. Mình để cho nó nguội. Mình tải tải nó đây cho nó khô. Cái này cũng vậy luôn. Cũng khô rồi. Mình cho nó nguội chút xíu. Mình tắt bếp. Bạn nhìn thấy nó khô rồi nè, các bạn thấy nghe nó kêu rột rột như vậy là nó khô á. Các bạn trải ra cái mâm nha các bạn, cho nó khô. Giống tôm không? Cho ra đĩa cho nó khô. Các bạn thấy tôm răm bông chai của mình ngon không? Màu rất đẹp luôn. Bây giờ mình đã làm xong các bạn. Chỉ cần mình để cho nó khô chút xíu là mình sẽ để cho vô hũ nha. Và để trong tủ lạnh á, mình ăn tới đâu thì mình sẽ làm tới đó. Như vậy là đã xong rồi đó. Nó nguội rồi, nó khô rồi. Bạn thấy nó khô nè. Thấy không? Hai trăm gram thịt chay mình sẽ làm được nhiều không? Món này rất là dễ làm mà nó cũng không có gì khó nha các bạn. Nếu các bạn có cái chài thì mình sẽ làm cái chài, đừng có xay bằng cho nó nát quá thì nó không có bông lên nha. Bây giờ Nhung đã làm xong cái món này các bạn, tôm răm bông chay. Các bạn cho nó khô thiệt là khô rồi mình sẽ cho vào keo nha. Mình để trong cái tủ mát á, tủ lạnh á, ngăn mát thì mình ăn dần. Giờ Nhung xin dừng video tại đây nha. Hẹn các bạn video kỳ tới. Chúc các bạn thành công. Cái món này rất là tuyệt vời. Xin chào.